Hãy kết hợp cả cây sen và đổi mới để chúng ta có được những cái bước tiến thật là lớn. Cây sen là gì? Nó là một cái công việc lâu dài, mỗi ngày thay đổi một chút, có vẻ là không gây ấn tượng mạnh lắm, nhưng sau một thời gian em sẽ thấy hết rồi. Nó là cứ bước nhỏ nhỏ nhưng mà đi liên tục. Mỗi ngày ta thấy chúng ta cần làm cái điều gì đó tốt hơn một chút thôi, mà nó hướng tới luôn tích cực và rồi chúng ta đạt được những thành quả rất là tốt. Hãy tư duy như thế này, nhiều cái nhỏ thành cái lớn đó, mỗi ngày không phải 100 sau 100 ngày thôi nha. Đặc trưng cây sen rất là đơn giản, anh em thấy đủ ba cái này gì đó là đó là gì? Hãy tiếng nhỏ thôi, rồi liên tục, không có liên tục làm hết lắm, càng nhiều người tham gia càng tốt, bởi vì đây là cái khí thế và mỗi người góp một phần nhỏ thì nhiều nhỏ càng tốt. Ở đây có ba nguyên lý để chúng ta ứng dụng cây sen được, đó là hãy cứ bình tĩnh, đừng có chảy vô rồi cây sen đủ đỉnh á, nhiều quá là không được, làm không được. Đôi khi nhìn sự việc với nhiều góc độ chút, đúng. Đôi khi ta thấy điều đó đúng nhưng chúng ta coi coi nó có bị ảnh hưởng người khác hay không. Cái xem cái gì đó, đừng có lao đầu vào đá. Có những cái khó, bình tĩnh, không sao, không nên tốt hơn, cứ làm đi. Tự nhiên mình lên một tầm rồi ngày mai mình sáng ra liền.